Thái Công trưng bày bình hoa nửa tỷ ở vỉa hè, đôi đũa 10 triệu đã có đối thủ. Nhà thiết kế Thái Công đã khiến dân tình suýt rơi tim vì trưng bày hai chiếc bình hoa nửa tỷ ngay tại vỉa hè. Tuy nhiên, nhiều người lại đang dồn sự chú ý vào đôi đũa trị giá 10 triệu đồng của ông. Những ngày qua, cái tên Thái Công liên tục chiếm sóng trên các nền tảng mạng xã hội và được công chúng đặc biệt quan tâm. Sở dĩ có điều này là bởi nhà thiết kế quý tộc vừa mở gian hàng trên TikTok Shop với những sản phẩm thông dụng nhưng lại có giá trên trời. Cụ thể, các sản phẩm mà Thái Công đang bán khá quen thuộc như cây gấp đá, tô đựng trái cây, hộp đựng khăn giấy, bộ ấm chén uống trà, bình hoa, nhưng lại có giá từ chục triệu cho tới hàng trăm triệu. Theo nhà thiết kế này, các món hàng mà mình bán mặc dù rất gần gũi nhưng người dùng cần phải có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm mới có thể nhận biết được đâu là một chiếc ly pha lê 5 USD khoảng 120 triệu đồng. Hay một chiếc giống hệt của Estée Lauder có giá cao cấp gần 100 lần ở mức 9,6 triệu đồng trên một chiếc. Còn với những chiếc bình hoa giá 200 triệu thì như lời Thái Công, nó không phải đồ được ép thủy tinh bình thường làm bằng máy thổi mà được làm bằng tay. Từng cái một với nhiều vết khứa làm thủ công. Qua màn giới thiệu của nhà thiết kế có thể thấy sản phẩm nào cũng trở nên sang trọng, đắt đỏ và không phải ai cũng mua được. Thế nên mới đây dân tình được fan lo ngay ngáy khi ông trưng bày hai chiếc bình hoa giá trị ngay tại vỉa hè trước showroom công ty của mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, bình hoa màu xanh dương này được Thái Công đang bán online với giá 235 triệu 055 nghìn đồng. Như vậy, hai chiếc bình cộng lại có giá gần nửa tỷ đồng. Vậy mới nói dân tình lo lắng cũng có lý do, bởi nếu chẳng may ai đụng làm vỡ thì chắc khóc thét vì số tiền phải đền là quá lớn. Trở lại với gian hàng của nhà thiết kế trên TikTok Shop, hiện cư dân mạng đang dành sự quan tâm đến giá của một đôi đũa lên tới 10 triệu 640 nghìn đồng. Theo giới thiệu, đây là món đồ gia dụng được thiết kế theo phong cách đũa Nhật Bản, viền vàng hồng và có xuất xứ từ Pháp. Cũng như giá của chiếc bình hoa hàng trăm triệu hay xô gấp đá hàng chục triệu đồng, giá đôi đũa của Shop Thái Công tiếp tục khiến dân tình choáng váng. Nhiều người thảng thốt chỉ một đôi đũa thôi mà có giá đắt đỏ như vậy. Thậm chí số tiền mua nó đã bằng cả một tháng lương của người lao động bình thường. Được biết, bên cạnh đôi đũa quý tộc nói trên, Shop Thái Công cũng có những loại đũa rẻ hơn một chút là 4,9 triệu, hay đôi đũa được thiết kế theo phong cách Trung Hoa mạ bạc giá 3 triệu 180 nghìn đồng. Từng chia sẻ trong clip về bài học dạy cách ăn uống vương giả, nhà thiết kế đã sử dụng đôi đũa 4,9 triệu đồng và cho biết thêm về những quy tắc trên bàn ăn để tương xứng với phong thái cũng như giá trị các món đồ đang sử dụng. Đôi đũa được ông đặt trong chiếc hộp sang trọng, bên cạnh còn có combo những đồ vật giá trị khác bao gồm đựng nước chấm gồm nắp giá 4,5 triệu và bát 2,5 triệu. Nói về lý do của việc ăn phải vương giả này, Thái Công cũng chia sẻ, chén đũa càng quý giá, bữa ăn càng sang trọng. Muốn người ta rối mắt phải bỏ ra mấy chục ngàn đô la và biết sắp xếp một bữa ăn sang trọng ra sao không phải là chuyện dễ. Đáng nói, trên thực tế thì đôi đũa chục triệu của nhà thiết kế chưa phải là đôi đũa đắt nhất. Tính tới thời điểm hiện tại, đôi đũa đang giữ kỷ lục đắt nhất thế giới có giá niêm yết lên tới 39.000 USD, hơn 3,2 tỷ đồng, do thợ kim hoàng Paul Emmy tạo ra. Và đến từ thương hiệu Arotis Jewelry Úc, thợ kim hoàng nổi tiếng tại quốc gia này cho hay ông mất tới 340 tiếng mới làm xong đôi đũa. Ngoài vàng 18K, nó còn được khảm kim cương, ngọc trai và gỗ muông. Thiết kế của đôi đũa vô cùng lộng lẫy, lấp lánh kim cương và ánh vàng. Ngoài ra, điểm nhấn của đôi đũa còn nằm ở viên ngọc trai to đùng treo ở phần đuôi đũa. Viên ngọc này có thể tháo rời và dùng như vòng cổ.